Sáng ngày 4 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết 24 giờ qua, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 90 người mắc COVID-19, trong đó có nhiều người trở về từ vùng có dịch. Có nhiều trường hợp mắc mới là các em học sinh. Khu vực có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất Quảng Nam là huyện miền núi Nam Trà My với 73 ca mắc mới. Trong đó có 68 ca là học sinh trường Trung học Phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My đều đã được cách ly, giám sát y tế từ trước. Đến ngày 4 tháng 11, Quảng Nam đã nhận được hơn 1,32 triệu liều vaccine. Toàn tỉnh đã có 819.000 người được tiêm vaccine mũi 1, đạt 65,5% số người cần tiêm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Quảng Nam đang tập trung khoanh vùng, truy vết kịp thời nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, công sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội, những ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có một số chợ bắt đầu hoạt động trở lại cho tiểu thương kinh doanh buôn bán. Việc được buôn bán trở lại khiến tiểu thương rất phấn khởi. Tuy nhiên, còn tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp nên nhiều người vẫn còn lo lắng. Chào bảng nhắc khách giữ khoảng cách, trao đổi hàng hóa với khách gián tiếp qua chiếc dù nhựa. Đây là cách mà bà Trần Kim Chi, tiểu thương ở chợ Cà Răng, đảm bảo an toàn phòng dịch khi được bán hàng trở lại. Mặc dù khách hàng ít, sức mua giảm, nhưng được buôn bán trở lại sau thời gian dài đóng cửa nên bà con rất phấn khởi. Lúc trước thì bán 100%, đi bây giờ thì bán khoảng 60% à. Mà bán được có buổi sáng à, buổi chiều thì nó hơi vắng khách. Sau bao nhiêu tháng nghỉ thì bán lên nó mừng. Tại ba cái đồ để đó nó cũng bị hư đó, thành ra bán lại cho nó hết. Đa số các tiểu thương ở chợ đã tiêm đủ ít nhất một mũi hoặc hai mũi vaccine. Nhưng do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các tiểu thương đều lo lắng và tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch để bảo vệ bản thân và khách hàng. Thì chấp nhận là thực hiện 5K đó, là của nhà nước, chính phủ đưa ra. Nếu mình phải cách nhau 2 mét, rồi bắt đầu mình có sát khuẩn, mình bán xong mình sát khuẩn vô tiền nữa, rồi mình để đó, rồi cho nó xong rồi mình mới lấy, chứ mình không có tiền trực tiếp để cầm tiền. Bán nhiều khi khách hàng đông cũng hơi sợ nữa đó. Khách hàng đông cũng phải hơi giãn giãn ra mới dám mới bán. Nhiều khi khách đông quá thì kêu đứng đó nói ra, chứ không có tập trung vô. Hiện tại, quận Cà Răng đã cho phép hai chợ truyền thống được phép hoạt động trở lại. Khoảng 80% tiểu thương đã mở lại kiosk bán hàng. Ban quản lý chợ cũng đã trang bị thêm hệ thống camera theo dõi để dễ dàng truy vết khi phát hiện có trường hợp F0. Một số chợ của quận Ninh Kiều thì hiện nay vẫn còn đóng cửa, cho nên là cái áp lực của chợ Cái Răng rất là lớn. Thứ nhất là người dân á, ở những cái phường khác có thể là chạy sang chợ Cái Răng để mua đồ, cho nên là mình không thể cấm được cái vấn đề đó. Chỉ có mình là tuyên truyền vận động bà con tiểu thương phải hết sức cẩn thận để mà thực hiện công tác phòng chống dịch để giữ an toàn cho cái chợ của mình thôi. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Cần Thơ đã nâng cấp độ phòng dịch lên cấp độ 2. Vì vậy, Sở Công Thương vận động Ban Quản lý các chợ lùi thời gian mở lại chợ, chờ các tiểu thương tiêm đủ 2 mũi vaccine theo quy định.